Sữa rửa mặt sủi bọt rau củ màu đỏ là một trong những dòng sản phẩm nổi tiếng của Hàn Quốc. Ngay từ khi ra mắt, sữa rửa mặt rau củ màu đỏ đã nhận được sự quan tâm của nhiều chị em bởi thiết kế sang trọng, đẹp mắt và được sản xuất bởi thương hiệu mỹ phẩm uy tín với đa công dụng. Để hiểu rõ hơn về dòng sản phẩm này, Shop giúp bạn trẻ đẹp sẽ nói chi tiết về sản phẩm sữa rửa mặt rau củ màu đỏ trong video để bạn có lựa chọn tốt nhất cho mình nhé. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. sữa rửa mặt sủi bọt rau củ màu đỏ được sản xuất từ rất nhiều các dưỡng chất được chiết xuất từ trái lựu đỏ, cà chua, cà rốt và quả dâu tây. Với chất gieo sánh mịn màu đỏ cam, thơm mát mùi rau củ, vô cùng dễ tán trên da. Đồng thời giúp làm sáng da, khắc phục làn da xỉn màu, các đốm nâu, thâm do mụn để lại, làm đều màu da, giữ ẩm, cho làn da sáng mịn, đều màu và chống các dấu hiệu lão hóa trên da. Chính vì vậy, mà sữa rửa mặt rau củ màu đỏ thường được khuyên dùng cho những bạn có làn da xỉn màu, hoặc da không đều màu muốn làm sáng và để tóc cho da. Sữa rửa mặt rau củ màu tím thì giúp da săn chắc và sáng da hơn, nên sẽ phù hợp nhất với các làn da bị sần sùi, da khô, thiếu nước, thiếu sức sống, da nhạy cảm. Sữa rửa mặt rau củ hoa quả hiệu quả tốt, nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm. Họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán sữa rửa mặt rau củ hoa quả hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.